Chào cả nhà, hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 22, mời mọi người đến với phiên buổi sáng nha. Hôm nay bán các mặt hàng mọi người sưu tầm nha, nông dân trắng để các loại. Đầu tiên bán là Hà Tĩnh nha, cái dạng này là cây Hà Tĩnh lớn nè, cây kiểu là tác phẩm rồi, thân lá đi rất là đẹp. Đó, trồng trong chậu như này. Mấy cái hàng mà chậu này thì em gửi thường hết nha. Các bác ở xa, ở miền Bắc á, thì 4-5 ngày đến thì các bác chờ nhận thôi. Mà dù cho nắng nóng thì cây đóng nó ở trong chậu thì nó vẫn nguyên chứ không sao hết á. Về nó có héo lá thì mình trồng mình chăm lại là nó tươi thôi. Chứ còn mấy hàng này mà gửi nhanh thì cứ keo lắm. Với bây giờ đi ngoài Bắc đấy thì các bác cứ xác định là 3 ngày, nhanh thì cũng phải 3 ngày nó mới đến nha. Đó, như vậy đi cho nó dễ chứ không mới gửi hôm nay mà mai các bác là hỏi khi nào hàng đến thì hơi hối. Cây số 1 Hà Tĩnh nha. Giá là 500 nha. Ai số 1 giá là 500. Đó, cái này nha, trên này ngọn này, ngọn nó vẫn đang đi như thế này, ngọn đứng rồi chứ, đứng rồi. Dưới này thì ngọn nó bị gãy cho nên là tính là 500. 500 thì cho hai thân nè. Rồi, cây số 2 này, cây số 2 thì giá nó là 800 đi, ba mầm thì tính là 800. Đây nha, ba mầm 800. Đó, cây này ba mầm lớn nha, đang đi ngọn siêu đẹp luôn. Đó, cây số 2 lớn lắm, 60 70 xe, ba mầm là 800. Ba mầm 800. Cây số 3. Cây số 3 này là 1 2 3 4 2 4 5 mầm. 5 mầm nhá. 5 mầm thì là 1 triệu 3 nhá mọi người. 5 mầm là 1 triệu 3. Đấy, cây này 1 triệu 3 nhá. Đó, cây này 1 triệu 3. Đấy, 5 mầm 1 triệu 3. Rồi, cây số 4 này. Cây số 4 này, 2 4, cây số 4 này. Cái số 4 là 4 mầm. 4 x 3 là triệu 2 thì tính là triệu 1 nha. Cây số 4 này là triệu 1 này. Cây nào cũng dài đẹp, cây này thân nó cũng đứng ngọn này, nó phình ra này. Đây, số 4 là triệu 1 này. Số 4 triệu 1. Rồi, số 5 này. Số 5 này. 2 4 6, 6 mầm. 6 là tính ra triệu rưỡi nha. Đây, cây số 5 này là triệu rưỡi. Hà Tĩnh nha mọi người. Cái này là người ta ươm trồng đầu mầm gốc nó rất là khỏe, sau đó thân già thì họ lại cắt lại, họ ươm kỳ hết rồi, thân già cắt lại ươm kỳ hết đó. Chậu nào cũng như vậy luôn, chậu nào cũng như vậy luôn. Hôm bữa là có một ông anh hùng bàn phím vô, ổng kêu là hàng này là hàng công nghiệp đây. Kêu hàng này hàng công nghiệp đây bởi vì cây nó đều đẹp mướt quá đó. Rồi, bệt linh giang đây, bệt linh giang cây lớn này 200.000 nhá, 20 sen này. Cây lớn 200. Cái này nhổ về mọi người trồng lại cũng được hoặc gửi nguyên chậu được, tùy nha. Nhổ hay gửi nguyên thì giá nó cũng vậy, và do chậu nhựa dễ đóng mà. Đó, cây to đẹp này thì 200. Cây 15 sen thì 150 này. Đó, loại thứ hai là 15 sen này thì giá là 150. Còn loại thứ ba là đây, 10 sen thì giá là 100.000. Linh Giang đây nha, 100.000. Đó, 10 sen 100 đây. Đó, 10 sen 100. Rồi, bên này em có Hồng Thiên Lôi nha, 300.000 chậu nha mọi người. Cây khỏe như thế này nha, 300. Còn gốc nó lực lắm, đồng gốc toàn 20 sen không à. Đó, 300, 300 một chậu này. Có những chậu nó có rất là nhiều cây nè. Đó, chậu như chậu này nó được 3 cây nè. Đó, chậu này cũng 3 cây nè. Đó, đồng giá hết nha, 300 nghìn. Này, chậu 3 cây nè, 300. Đó, bán cái cây không thì em cũng lười quá, giờ cũng không tách ra nữa. Rồi, đây nha mọi người. Đó, 300, 300 một chậu. Rồi, tính lịch hỏa em có hai chậu này, chậu số 1 này. Số 1 này, 300, lá nó hơi xấu 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 nha. Đó, số 1 300 này. Số 2 này. Số 2 400. Đấy, số 2 là 400. Bên này là 6 mắt sát thủ nha, cây bé tầm như thế này, tầm 15 sen với một thân già. 400 nghìn nhá, 400 nghìn một chậu. Nhỏ chậu 300 nha. Đấy, nhổ chậu thì 300. Số 1 nè, 400. 1 400. Số 2 400. Cây này nó lên sọc nè, 2 400 nè. Rồi, số 2 400. Số 3 tương tự, 3 nè. Số 3 400. Năm cánh trắng Hải Dương, em cứ bán một kỳ như nó là 150 nha mọi người. Kỳ lẻ 150 nè. Đó, kỳ mà nó lên tới 4 5 lá như này thì 150. Đây là dành cho những cái kỳ mà đẹp 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 như này nha, là 150. Đấy, 150. Còn kia xấu xấu bé bé này là 100 nha. Đấy, kia 100. 100 thì nó đứng ngọn này, 100 thì thấy nó đứng ngọn hết rồi.
Đó, còn cái lớn đẹp đẹp là 150 nha mọi người. Đó, năm cánh trắng hải dương hay còn gọi là mắt mờ hải dương. Đó, 150, còn xấu thì là 100 dành cho cái loại này. Rồi tiếp theo là em có hồng nhũ hoa nha. Hồng nhũ hoa thì em bán như sau. Chậu số 1 này. Chậu số 1 này 600. Đây, số 1 600, hai mầm này nha mọi người. Hay còn gọi là tiểu điệp hồng á. Số 1 là 600 này. Số 2 là cây này. Cây này nó dài lắm. Cây này 800 nha. Nó đang một vòng gốc như này. Đó, đang một vòng gốc này, thân này cực kỳ là dài luôn. Thì tính là 800 này. Cây số 2 800. Tương tự cây số 3 cũng là 800 luôn. Số 3 800 một vòng gốc này. Đó, một vòng gốc. Trên này thân lên rất là dài, cũng phải 60 70 sen luôn. Đấy, số 3 800 và số 4 này. Số 4 này cây siêu dài rồi. Cây này nó dài phải gấp đôi cây kia. Cây này em tính là triệu 3 đi. Đấy, số 4 là 1 triệu 3 nha. Triệu 3. Cây dài cũng phải 1,5 m mà dưới nó còn một vòng gốc đang đi nữa. Vòng gốc nó đang lên đây. Đó, 1 triệu 3 nha. Thì đây là bốn cây tiểu điệp hồng nha mọi người. Cuối cùng là em bán bề quốc dân nha. Bề quốc dân này 200.000 một chậu, 200 chậu. Bán nào mua hai chậu là 350 nhá. Hai chậu là 350. Thì đây là bề quốc dân nha mọi người. Đó, bề quốc dân, cây bệt siêu đậm. Rồi, thì hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người các phiên khác nha. Chúc mọi người cuối tuần xem video vui vẻ nha.